Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản phản hồi về kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc giá vé máy bay trong nước tăng cao. Trả lời cử tri, Bộ Giao thông Vận tải xác nhận từ đầu năm 2024, giá vé máy bay hạng phổ thông trên một số đường bay nội địa đã tăng so với cùng kỳ của năm 2023. Tuy nhiên, các hãng bay vẫn tuân thủ quy định về trần giá vé. Việc tăng giá vé máy bay được Bộ lý giải là do nhiều yếu tố thị trường, bao gồm sự mất cân đối giữa cung và cầu, sự sụt giảm số lượng máy bay của các hãng, nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ Tết cùng với sự biến động của giá nhiên liệu bay và tỷ giá hối đoái. Để bình ổn giá vé máy bay, Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai loạt giải pháp gồm tối ưu hóa thời gian khai thác máy bay trong ngày, giảm thời gian quay đầu máy bay để chuyển tiếp chặng bay, tăng cường các chuyến bay đêm. Việt Nam luôn nằm trong top xuất khẩu đồ gỗ, nội thất hàng đầu trên thế giới với giá trị từ 13 đến 14 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, đây cũng là một trong những ngành đặt ra nhu cầu phải ứng dụng công nghệ tiên tiến ở các khâu để nâng cao năng suất. Việc ứng dụng công nghệ còn góp phần giảm phụ thuộc lao động tay chân và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Dù tốc độ tự động hóa của ngành gỗ ngày càng gia tăng nhưng chưa đáp ứng hết nhu cầu của các doanh nghiệp. Triển lãm quốc tế về giải pháp nội thất thông minh SFS Việt Nam 2024 với hơn 300 gian hàng của 180 nhà triển lãm sẽ là một trong những giải pháp doanh nghiệp đang tìm kiếm cho quá trình tái cơ cấu lại sản xuất của mình. Triển lãm tập trung vào các giải pháp nội thất thông minh từ sản phẩm và công nghệ mới đến máy móc và thiết bị chế biến gỗ, các giải pháp tự động nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp, đồng thời kết nối các doanh nghiệp và nhà cung cấp nguyên liệu hợp pháp, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế cho ngành gỗ, diễn ra từ 27 đến ngày 30 tháng 11 tại Bình Dương. Tại Sóc Trăng, sau khi thu hoạch lúa hè thu sớm, nông dân ở các vùng trũng thấp như thị xã Ngã Năm, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Tú đã gieo xạ vụ lúa thu đông bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Theo khuyến cáo, nếu gieo xạ thu đông vào lúc này thì vụ thu hoạch sẽ rơi vào thời điểm mưa nhiều, nguy cơ ngập úng và thất thoát là rất cao. Trên cánh đồng ấp Trà Cõi B, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, mặc dù ngành nông nghiệp đã có khuyến cáo, nhưng nhiều nông dân vẫn làm đất và gieo xạ vụ lúa thu đông với diện tích hơn 50 ha. Nguyên nhân là do giá lúa hiện nay tăng cao hơn từ 1.000 đến 1.200 đồng 1 kg so với vụ trước. Nói chung ra là hồi năm rồi ha là người bỏ người không, người bỏ người làm. Còn năm nay thì thấy có giá thì anh em ai cũng làm chứ. Gia đình ông Lê Văn Ngan ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú cũng đã gieo xạ hơn 2 ha lúa thu đông. Cây lúa đã được hơn 30 ngày tuổi. Những ngày qua, do mưa lớn, sâu bệnh tấn công nên chi phí bơm tát, thuốc phòng trị dịch hại cũng tăng gấp đôi so với vụ trước. Mấy trận mưa lớn, nước dữ lắm, rồi khai không ra. Lấy máy bơm thì bơm vừa rồi tiếp tục mưa tới nữa. Thì bây giờ lỗ là cải nó biết sao làm đại. Trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng, bà con nông dân đã gieo xạ trên 3.500 ha lúa thu đông, tăng trên 1.800 ha so với cùng kỳ năm trước, tập trung nhiều ở huyện Mỹ Tú, thị xã Ngã Năm và huyện Châu Thành. Theo ngành nông nghiệp, năng suất vụ lúa này thường không cao và nguy cơ ngã đổ, ngập úng và mất trắng là rất cao. Nguy cơ dùng trũng ngập úng thường là nó bước vào tháng 9, tháng 10. Và cái hiệu quả của cái vụ thu đông những năm trước đây đó ở cái khu vực này thì nó không cao, cho nên hiện nay thì ngành nông nghiệp là khuyến cáo là bà con không nên xuống giống ở những vùng này, mà chúng ta kết hợp để nuôi cá đồng để nâng cái hiệu quả, cái giá trị của đất sản xuất của mình, và đồng thời cũng là để chúng ta chủ động tốt hơn cho cái hiệu quả của cái vụ đông xuân trong thời gian tới một cách tốt nhất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 10, trên Biển Đông khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Riêng từ tháng 8 đến tháng 10, khu vực Nam Bộ có tổng lượng mưa ở mức cao hơn từ 5 đến 15% trung bình nhiều năm. Do vậy, nếu nông dân sản xuất lúa thu đông thì khi thu hoạch sẽ rơi vào thời điểm mưa nhiều, nước nội đồng dâng cao, thất thoát khi thu hoạch là khó tránh khỏi.
sẽ có 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh được tôn vinh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024. Và đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp này. Chuỗi sự kiện bao gồm diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ 5 có chủ đề chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh, lễ tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, lễ kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam và tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024. Ngoài ra còn có hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt, chương trình kết nối B2B giữa doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Nam. Hai thập kỷ qua, đội ngũ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò trách nhiệm của mình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời hưởng ứng tích cực cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới. Chuỗi hoạt động này nhằm tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Điện Biên với đặc thù tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nhiều địa bàn cách xa trung tâm, lực lượng phòng cháy chữa cháy khó có thể có mặt kịp thời khi gặp sự cố tại cơ sở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở, tỉnh Điện Biên đã thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Mô hình như những cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra tại địa phương. Trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá rỡ, lắp đặt chuông báo cháy, kết nối liên thông giữa các gia đình. Đó là những trang bị cần thiết của mỗi hộ dân khi tham gia tổ liên gia. Ngay khi được thành lập, công an xã Mường Luân tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phương án phòng chữa cháy cho các hộ trong tổ, giúp người dân nắm được những tiện ích của mô hình. Là một trong những thành viên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy được các đồng chí công an đến tuyên truyền hướng dẫn cách phòng cháy chữa cháy, và hiện tại gia đình tôi vẫn đang thực hiện rất tốt. Tôi là cũng phối hợp với công an huyện là diễn tập cho các mô hình liên gia và cũng biết được cái chức năng của phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra thì chúng tôi là cũng hướng dẫn cho công dân là cách sử dụng là bình cứu hỏa, tiêu lạnh đặt đâu, vị trí như nào. Là khu vực có đa số hộ kinh doanh với chủ yếu là các mặt hàng dễ cháy nổ, tháng 5 năm 2023, mô hình được thành lập tại tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ với 5 thành viên, chủ yếu là các gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Khi có phát hiện nghi ngờ cháy nổ, người dân sẽ ấn chuông báo động để các gia đình trong tổ có biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhau cứu người, tài sản. Chúng tôi ở tổ dân phố 11, cái công tác mà phòng cháy chữa cháy là rất là quan trọng. Cho nên là cái tổ liên gia thì ở tổ dân phố 11 thì có một tổ. Có cái mô hình này là góp phần rất tốt về cái việc phòng cháy chữa cháy. Ví dụ nhà có những cái hỏa hoạn hoặc là chập điện hoặc là nấu nướng có vấn đề gì là báo được bà con trong xóm phố để có thể cùng hỗ trợ. Hiện nay tỉnh Điện Biên có 160 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đang hoạt động với 800 thành viên. Tham gia mô hình, mỗi thành viên đều được tập huấn và nắm được kiến thức chung về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố cháy nổ. Tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm cung cấp kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các tổ liên gia. Các cái tổ liên gia thành lập ở các cái nơi ở, nơi cư trú, đặc biệt là trong nhóm nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh sẽ là đầu tàu xung kích trong việc triển khai tuyên truyền các nội dung kiến thức về phòng cháy cháy, chủ động phòng cháy ngay tại nơi ở, nơi sản xuất và chủ động phối hợp chữa cháy ở ngay cái giai đoạn đầu, đem lại cái hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa cũng như là công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các thôn bản tổ dân phố, đặc biệt là tại các địa bàn cách xa trung tâm, qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của các tân sinh viên tăng cao. Tuy nhiên, thay vì ưu tiên về giá cả thì các tân sinh viên năm nay lại lựa chọn các khu nhà trọ theo kiểu mới với nhiều tiện nghi đi kèm và mức chi phí cao hơn các phòng trọ bình dân. Điều này khiến các nhà trọ bình dân vắng người hơn những lần nhập học khác. Những ngày này, không khí tại các khu nhà trọ bình dân ở quận Liên Chiểu vắng vẻ hơn mọi năm. Không còn cảnh các bậc phụ huynh và tân sinh viên ra vào lựa chọn xem phòng trọ và vận chuyển đồ đạc vào phòng. Dù có mức giá thấp, dao động từ 500 đến 800 ngàn một tháng, nhưng các phòng trọ này vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của các tân sinh viên.
Có các bạn đến thì hỏi xong rồi đi. Thế bảo thế con ơi, thế cái nhu cầu của con như thế nào? Phòng của cô thì còn phòng ít tiền đây. Thế phòng con theo con như thế nào? Nó bảo nó thích cái loại 1,5 triệu. Nhưng mà 1,5 triệu thì lại có gác lửng. Chặt tí cũng được nhưng phải có gác. Trừ là họ cũng ở, họ cũng lựa cái tiêu chuẩn cao, họ nó mới ở. Nhà mà nó thấp, tức là nó vô, nó lập sụp mà không có thoáng với đồ đó là họ cũng chê. Họ không ở, họ đi tìm cái chỗ nó đồng hồ hơn. Theo ghi nhận, trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ năm nay, các tân sinh viên của trường Đại học Bách Khoa ưu tiên lựa chọn các phòng trọ kiểu mới, có đầy đủ các vận dụng, tiện nghi và chấp nhận mức giá cao hơn các phòng trọ bình dân. Về nhu cầu tư vấn sinh viên hiện nay thì đa số mọi người sẽ tìm một phòng trọ có các nội thất là ổn đẹp, như là giá cả thì đa số là từ 1,5 triệu cho đến 2 triệu thì mọi người có thể ở ghép chung khi có bạn bè. Còn về mấy phòng trọ cũ kỹ với lại ẩm thấp thì mọi người có thể là sẽ băn khoăn về chỗ ở, rồi nó không tiện nghi, với lại sợ mưa nó sẽ ẩm đô các kiểu. Trong đợt tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, nhiều khu nhà trọ sinh viên kiểu mới tại thành phố Đà Nẵng đã được đưa vào hoạt động và quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Qua đó, nhiều phụ huynh, tân sinh viên cũng đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình trước khi đến Đà Nẵng làm thủ tục nhập học. Các nơi khác tuy là giá rẻ hơn nhưng mà nội thất thì không được bằng như thế này á. Từ cái chuyện nấu ăn chỉ là mình đều phải tự túc chứ đều phải tự nữa cả, nhưng ở đây là ba chủ phòng trọ đã lo cho các cháu hết. Bên em đầu tư rất là nhiều vào những cái cơ sở vật chất tiện nghi chung quanh. Mặc dù chỗ ngủ của các bạn thì nó là chỗ ngủ và có thêm cái tủ áo quần thôi, nhưng mà tiện nghi chung quanh giống như là có người dọn vệ sinh hàng ngày, bãi đỗ xe to, hệ thống phòng cháy chữa cháy tốt và có riêng một khu cà phê cho các bạn để học bài, hoặc là tổ chức mấy cái sự kiện họp nhóm, workshop này kia, và có phòng tập gym, có khu chơi. Tiện nghi thì cái vị trí ở đây nó cũng rất là tốt rồi. Xu hướng thay đổi từ các phòng trọ bình dân sang các khu nhà trọ kiểu mới là phù hợp với tình hình thực tế của xã hội hiện nay. Tuy nhiên, các tân sinh viên cần lựa chọn những khu trọ đảm bảo các tiêu chí về an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn để yên tâm hơn trong quá trình lưu trú trong thời gian dài. Chuyển sang phần thông tin thời sự quốc tế. Ngày hôm qua, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela đã ra phán quyết xác nhận chiến thắng của ông Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống nước này diễn ra ngày 28 tháng 7. Đại diện Tòa án Công lý Tối cao cho biết tòa đã xem xét dữ liệu từ cơ quan bầu cử và kết luận rằng ông Maduro đã giành chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống. Phán quyết này của tòa sẽ không thể kháng cáo. Tòa án Công lý Tối cao đã bắt đầu các phiên điều trần từ ngày 7 tháng 8 đối với toàn bộ 10 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua để thúc đẩy quá trình tòa án chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử. Tòa này cũng ra tuyên bố rằng các đảng đối lập đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay biên bản nào liên quan đến gian lận trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo kết quả công bố ngày 2 tháng 8 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, Tổng thống đương nhiệm Maduro giành chiến thắng với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Edmundo González Urrutia tuyên bố không công nhận kết quả trên. Trong ngày 22 tháng 8, cảnh sát Philippines đã bất ngờ khám xét một tòa nhà văn phòng tại thành phố Manila, bắt giữ gần 100 người tình nghi lừa đảo người khác, đầu tư vào sàn giao dịch giả. Lực lượng chức năng Philippines đã đột kích vào tòa nhà văn phòng trên ở thủ đô vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ 32 người Philippines và 67 người nước ngoài, trong đó có 58 người Trung Quốc, cùng với một số người Malaysia, Indonesia. Chủ sở hữu và quản lý cơ sở trên đều là người Trung Quốc, cũng nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Trong tuyên bố, cảnh sát cho biết, trung tâm trên đang thực hiện các vụ lừa tình và lừa tiền điện tử. Các nhân viên đóng giả là người mẫu giàu có để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giao dịch ảo. Những người Philippines bị bắt khai rằng họ bị ép thực hiện các vụ lừa đảo. Theo cảnh sát, trung tâm trên đang hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty đánh bạc trực tuyến được cấp phép. Nhà chức trách cho rằng khả năng có vài trăm cơ sở đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, trong đó có nhiều cơ sở thuộc hơn 40 công ty được cấp phép, đang điều hành các trung tâm lừa đảo này. Trong
Chiều 22 tháng 8 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ khai mạc giải cờ vua các nhóm tuổi ASEAN mở rộng lần thứ 22 năm 2024. Ngoài các nước trong khối ASEAN, một số quốc gia khác cũng đã cử đoàn tham dự. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào. Tham dự sự kiện có Chủ tịch Liên đoàn cờ vua ASEAN Ignatius Leong, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseut cùng đông đảo các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 8 quốc gia trên thế giới. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Sanya Praseut cho biết việc tổ chức giải đấu cờ vua lần này có ý nghĩa quan trọng và là dịp để các vận động viên cùng nhau thi đấu, giao lưu nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao trình độ, qua đó phát hiện bồi dưỡng tài năng cho các giải đấu khác. Giải cờ vua năm nay có sự tham gia của 180 vận động viên đến từ 8 quốc gia, gồm Indonesia, Lào, Myanmar, New Zealand, Philippines, Nga, Singapore và Việt Nam. Giải có các hạng đấu gồm U6, U8, U10, U12, U16, U18 và U20, với các nội dung riêng dành cho giải mở rộng và giải nữ. Theo điều lệ, các kỳ thủ sẽ tranh tài ở nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn nam và nữ theo nhóm tuổi. Theo kế hoạch, giải cờ vua các nhóm tuổi ASEAN mở rộng lần thứ 22 năm 2024 sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 31 tháng 8. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.